Thanh Nguyễn có đặt câu hỏi: thầy cho em hỏi, thân và tâm em rất tốt nhưng tuệ của em lại kém, làm gì để nâng tuệ lên ạ? Mong thầy giải đáp. Thưa với anh Thành Nguyễn, ngay cái câu mà anh nhận xét rằng là thân và tâm em rất là tốt nhưng tuệ của em lại kém, thì đó là một cái câu hỏi rất là mâu thuẫn. Vì nguyên tắc sẽ không có tâm tốt khi tuệ của bạn kém. Bạn chỉ có cái tâm nhiệt tình thôi, chứ không phải là tâm tốt. Tâm tốt là phải có khả năng làm cho đời sống của người khác tốt lên. Vì vậy bắt buộc bạn phải có tuệ. Thế còn nếu mà tâm nhiệt tình mà làm sai cách thì bạn biết rồi đấy, nhiệt tình cộng với ngu dốt thành đại phá hoại. Cho nên trong đạo Phật sẽ không bao giờ có tâm tốt nếu tuệ của bạn không đủ sáng. Thế thì tâm và tuệ nó như là cánh tay phải và tay trái vậy. Nếu tâm của bạn nó là cái cân bằng, tâm của bạn, cái tuệ của bạn nó sáng, thì nó làm tâm của bạn tốt lên một chút, tức là bạn biết đâu là đúng, đâu là sai để bạn hành xử. Xong rồi tâm của bạn nó sáng lên một chút, nó tốt lên một chút, thì bạn lại định tâm hơn, thì tuệ nó lại sáng lên một chút. Như vậy tâm và tuệ nó gì ạ? Nó cứ lần lượt nó bò lên như thế này, và nó bám lấy nhau nó đi. Và toàn bộ mà lại có tuệ thì lại thông qua lao động trong đời sống. Như vậy lao động là phương tiện, thân ta là phương tiện để lao động, tuệ ta là phương tiện để lựa chọn, và tâm ta nó mới tạo ra cái giá trị tốt cho cái tâm ta. Cho nên đừng bao giờ nói rằng em có tâm tốt mà tuệ em ngu. Đã là tuệ ngu thì chưa chắc đã biết làm việc này là tốt hay là không tốt. Nhưng chỉ có duy nhất một cái thứ, đó là tâm nhiệt tình mà thôi. Tức là mình nghĩ là nó tốt thì mình nhiệt tình, mình giúp. Nhưng giúp như vậy thì chưa chắc đã đưa người ta lên bờ, và có khi này đưa người ta xuống hố. Đấy. Cho nên là tâm và tuệ nó là sánh đôi với nhau. Cho nên là bạn nói với tôi như vậy thì cái câu hỏi của bạn nó đã, cái góc nhìn đấy nó đã sai. Vậy thì cái giải pháp của bạn là thôi, cũng đừng tập trung quá nhiều vào việc là cái tâm của mình nó đang đúng hay sai nữa. Đừng nghĩ nhiều nữa. Bởi vì đôi khi bạn tuệ bạn kém thì ông sếp ông làm đúng, nhưng mà bạn vẫn bảo là thằng ấy nó ngu mà. Mặc dù tâm của bạn rất tốt nhưng mà do tuệ bạn không nhìn thấy thì bạn vẫn chửi thằng sếp nó ngu. Nhưng mà thực ra cách của thằng sếp nó mới là đúng, nhưng mà do tuệ của mình kém cho nên mình chửi nó ngu. Như vậy rõ ràng mình gây nghiệp mà mình không biết, tức là cái tâm của mình nó tệ đấy mà mình không biết, mà mình cứ nghĩ là tâm của mình nó tốt nhưng thực ra đấy là không phải. Hay là tôi lấy ví dụ như là một cái anh đi trưởng phòng đi làm thuê thôi, tự nhiên lại vác cái đơn xin tăng lương cho nhân viên của anh ấy, mà anh không ngồi anh tính hiệu quả làm việc của nhân viên. Xong rồi anh ấy lên anh ấy xin sếp bên trên, mà xin được cho nhân viên của mình tăng lương thì là của người phúc ta, tức là cấu của sếp đưa cho nhân viên và nhân viên nó cảm ơn mình. Nhưng mà họ cũng không biết được rằng hiệu quả của nhân viên kia thế nào, mà giả sử sếp nó không đồng ý thì họ lại bảo là chị xin sếp rồi nhưng mà sếp không đồng ý, thì lại đổ lỗi cho sếp. Như vậy là tâm đấy gọi là tâm nhiệt tình, còn đúng hay sai thì bản thân bạn không có biết. Vậy quay trở lại, tóm lại bạn phải hành động như thế nào, thì ngày mai bạn chỉ cần biết rằng là khi có một công việc bạn hãy nỗ lực làm thật tốt, làm thật tốt, làm thật tốt như cái tâm tốt của bạn vậy. Nó rất là nhiệt tâm, nhiệt tình để làm thật tốt cái công việc chuyên môn của bạn mỗi ngày. Thì như vậy thông qua cái làm việc lao động và đo kết quả của bạn, thì mỗi ngày bạn sửa mình một chút về cách làm việc, sửa mình một chút về cách suy nghĩ, thì bắt đầu dần dần bạn có tuệ. Và khi chúng ta có tuệ thì bắt đầu chúng ta biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Biết đâu là đúng, đâu là sai, xong dùng cái tâm của mình để điều tiết làm việc đúng, loại bỏ việc sai, thì như vậy chúng ta lại có được một cái tâm gì ạ? Tuyệt vời. Tâm của chúng ta nó tốt lên, và khi tâm nó tốt lên thì tuệ nó lại sáng. Như vậy lao động của thân xác hình thành lên trí tuệ và hình thành lên một cái tâm trong sáng,
tâm thiên về việc tốt, bắt đầu là dần dần nó hình thành, nó cứ như vậy, nó luân hồi, thân tâm tuệ, thân tâm tuệ, thân tâm tuệ, nó cứ nâng cấp dần lên, và dần dần cái tâm của chúng ta leo lên đỉnh cao. Và trong cái phần mà như thế này thì tuệ chính là sự nghiệp, bởi vì nếu không có tuệ thì tâm của chúng ta luôn tối om. Còn nếu mà có tâm, nếu mà có tuệ mà tâm của chúng ta nó tệ thì biến cái tuệ sử dụng vào việc ác thì nó còn dã man hơn. Cho nên Bác Hồ mới dạy mà chữ tâm bằng ba chữ tài. Nếu mà có tài mà không có tâm thì là nó hại người ghê gớm. Nhưng nếu mà có tài mà có tâm thì quá tuyệt vời. Đấy, cho nên tôi nhắc lại với bạn là lao động chính là phương tiện của thân xác. Thân xác chúng ta chính là phương tiện của lao động. Và nhờ thế tuệ của chúng ta sáng, có tuệ sáng với có được cái tâm tốt. Rồi ạ, cảm ơn bạn. Chúc bạn hoàn thiện được thân tâm tuệ. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Đừng quên để lại một like và bình luận để ủng hộ Trường Huấn Luyện Doanh Nhân CEO Việt Nam. Click để theo dõi kênh và ấn chuông để trở thành người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới.